180 nghìn, 180 nghìn, 180 nghìn. Cái này không có cao vậy không?
Có vàng nè, em có vàng.
vàng quý vị ha. Nè, làm ơn chốt cái đôi vàng đi nha. Em có vàng nè, rồi em có đen nè, em có đen cho mấy chị nè ha. Và em có một màu nữa là màu trắng mấy chị. Em có một màu nữa màu trắng. Rồi chị nào chốt trắng thì chốt giùm em. Em có một màu nữa là trắng nha mấy chị nha. Một màu nữa là trắng ha. Đó, chị nào chốt thì chốt. Còn riêng cái đôi 220 này em còn đúng 2 đôi. Chính chị ơi, em còn đúng 2 đôi. 38, 39 thì tương đương 38,5, 39,5 gì đó. Không có size 42. Cái giày này nè, cái giày này của chị Nguyên mới có size 42, 43 nè. Áo em đang mặc đẹp quá. Em có bán áo giống em. Chị Hương Trung, cái này là hồi đó em may cái bộ cho mày áo. Còn mấy chị Hương á thì em may về cái bộ lại cho mấy chị. Bộ giống như bộ dây dạ bé đó chị ạ. Tìm với cái quần nè, tìm với quần váy nè chị. Cái này là em may nguyên bộ. Bây giờ chị đi xuống lấy trà hoặc là cái nước nóng. Thêm 40 trà 2 ly cho chị. Là còn bao này chưa khui không? Ừ, không có 36 để chị để khui cái bao qua được. Anh ơi, đưa cái bao hàng này. Đưa cái thùng này xuống này dưới luôn rồi mày. Đưa thùng xuống này. Các bao hàng này cho em. Anh đưa bao bán luôn. Đưa bao bán rồi chị. Rồi thì anh không biết là giờ em tới chứ.
biết giờ nào nhận nhà hàng đâu mà giờ anh nói vậy. Là sao? Thành phố anh từ... Hãy subscribe.
Quảng Ngãi là Sedna là 75 cái size M của chế Hồng Anh này. Trời ơi chị ơi, bữa nay chị ốm kinh khủng luôn á chị Hồng Anh. Đừng có ốm nữa nha, size lớn nhất là XL còn cỡ 85 kg, chị 85-87 kg tùy chiều cao. Mà nam dễ mặc lắm. Size M này mà anh Phúc mặc vô hơi bị đẹp luôn á chị. Mà 243 cái là mặc ở nhà mặc đi chơi hơi bị xương. Giày Quảng Châu bao nhiêu em đây là chị, nó có 4 màu nha. Nó một bịch nó 3 màu này chị, xanh đen, trắng với đen chứ đâu có lấy được theo màu. Chị xuyên vỏ 180 nha. Chị Bạch Yến bây giờ có chưa vậy? Chị Bạch Yến nói xin lỗi kìa. Ừ, chị Bạch Yến nói xin lỗi, ai làm gì đâu xin lỗi. Đó. Ai làm gì đâu mà xin lỗi nha. Cô thử con áo bún trà sữa nào chứ không đi. Dây á, nó tổng cộng 4 màu á chị Yên bán rẻ hơn người ta đó. Dạ em là... Không phải chị Hồng Hồng ăn, em nói cho nghe. Để nói cho nghe, tại vì được cái là đi lô thẳng. Được cái đi lô thẳng á, bà chế đang bán gì vậy á? Áo ý đang mặc à, hai cái trắng áo gì, áo chị đang mặc đúng không nè? Hay chị nào thích áo không rộng, không ôm được bút cái này áo nè. Nhưng mà bãi đẹp lắm chị Đặng Hồng Hồng. Nè áo, năm con hề mẹ gì áo cái tim nha. Năm con hề mẹ gì áo cái tim cho chị Hồng nè. Nè chị Hồng áo cái tim nè. 102 của chị Hồng nè. 102 của Đặng Hồng Hồng nè. Ôi áo hàm mã này cơm đẹp lắm nha, nói cho mấy chị biết ha. Có 4 ịch nữa, 100 tí cũng có size nha. 3 ịch nè, 4 ịch nè, hà mã nè. Áo này mặc theo cơm rộng nha, hà mã của chế Đặng Hồng Hồng. Ông mặc ông đi tới đi lui hoài đi mấy chị. Đó. Nè, coi nè, giống quỷ không? Áo trắng á. Nè ở ý là quay thấy vú ổng á, ốm thiệt là ốm luôn á mấy chị, ốm quá trời luôn. Nè mấy cái áo trắng này hôm nay là chị nào mà size lớn chưa lấy là nên lấy nha, vải đẹp lắm. Của chị á, của bé Đặng Hồng Hạnh á. Bà chế cho chồng em 75 kg lấy cho em một xét của Trân Lê, lấy size L nha Trân Lê. L của Trân Lê không có dấu nè, 201 của Trân Lê. Dạ xem đôi màu đen hả chị xuyên mỏ. Dạ ok chị, để em kiếm. Bây giờ mày lấy giùm chị đôi giày em đi. À, đôi màu đen á, đôi màu đen hồi nãy nó nằm một bên hông mà chị để bên hông á. Nè có, bây giờ em có đỏ nè. Em có đỏ nè. Em có vàng nè. Nè em có trắng nè. Đó và em có đen nữa ha mấy chị. Nhưng mà em nói mấy chị nghe, chất lượng kinh khủng lắm, 180 mà chất lượng dữ dằn lắm nha. Lấy đen size nào cũng được cho khách coi. Cho em xem đôi, lấy em set 87 kg, set 87 kg là cho chồng chị con biết L của chị Huyền Nguyễn Thị Thúy nè. Huyền Nguyễn Thị Thúy 243, áo có 241, áo này nữ mặc không có được nha chị Nguyễn Bảo. Cái áo mà hàng mã với áo trái tim đây nè, áo hàng mã nè với áo trái tim là mấy cái áo này nữ mặc mới được ha. Yên Duyên nó 65 kg, lấy size rộng cho nó mặc nó buôn bán chị. Thấy em biết rồi em không có hỏi là chị nè. Áo trái tim này em nói vải nha, vải của thằng Quảng Châu, chế vải của bị 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 đúng không, bị bỏ đường nè, giữ đường bị bỏ đá ấy. Lấy cái bao, lấy cái nước đá ra cho chị luôn, lấy đá này đập đá này với lại chế thêm chút nước lọc vô. À, áo mà ba cái là đó là nữ, là nữ ha, là nam ha, xét gì vậy em? Dạ xét ba cái áo nam á chị. À, bao nhiêu ký? Áo Lacoste nam 98 kg không có. Trịnh Quỳnh Tú ơi, lấy em một áo. Ừ, chị Ngô Hiền nè, chị Ngô Hiền nè, nói nghe là chị Ngô Hiền, chị làm ơn chị bút 4 con áo này cho em. Size chị nè, size chị nè, này chị coi nè, đây là size nhỏ nè, đây là size 2 mà chị coi nè. Em nói chị Ngô Hiền vải đẹp lắm nha. Em chút nữa em phải đăng em chụp hình lên là em không bán giá này đâu, nãy em đọc lộn giá đó. Vải đẹp cực kỳ. Giày trắng size lớn nhất là size 40 chị Như, 180 ngàn nha chị Như Mai Nguyệt. Hay nè, nhiều mẫu lắm nha. Đây mẫu nè, thấy không, mẫu đây là mẫu mặc ba con chim cười nè, mặc ba con chim cười nè. Đây chị ăn đúng rồi. Rồi mẫu đây là mẫu chữ M nè. Em nói với chị Ngô Hiền, đây là form của chị Ngô Hiền luôn. Áo con thỏ nè, con thỏ mặc cười nè. Trời ơi, em nói vải một trời với một vực với hàng Việt Nam luôn nha mấy chị. Đây là màu đen nè. Dạ cái áo trắng thun đó 102 á chị nè. Đôi màu đen này chị nào
nãy giờ hỏi nè. Đôi màu đen này size 38 để em kiếm một đôi em mang thử cho mấy chị coi. Có đeo 40 dưới không? Bây giờ lấy anh chị rồi. Chị đi lên này hả? Chị lên
để anh bước xuống kiếm rồi đem 37 đi anh. Nè anh dỡ cái hộp bên này nè, anh coi số 37 rồi anh coi cái màu ở trong nha. Một đen 37, có hùng sò. À, kaki đi, em không có kaki chị Dung Ngọc ơi. Áo gì vậy chị Thảo Nguyên, nhiêu ký là áo nam có một. Một bình đó là ba cái gì nè chị. Một cái xanh đen, một cái trắng với một cái đen nha chị nha. Một cái xanh đen, cái trắng em nói rồi, hàng em giờ rẻ em bán rẻ. Hàng em lấy mắt thì em bán mắt nha mấy chị. Ba con chim, giày 42 gì có giày trên lầu thôi nha. À, cho em coi áo nam hả, rồi đợi chút xíu anh Phước lên cho anh Phước mặc coi. Size 40 nè, em có đôi này nè. Đôi này hồi tối em về nè. Cho chị mở áo nam đợi chút nha bác nè. Giày em có màu trắng nè. Giày, lấy đôi nam 40, đôi nam 37 anh. À, con da heo chị Thảo đây. Đây là đỏ đô nè. Đấy là một đôi size đen màu đen 40, một đôi màu đen 37. Đây là màu đen nè mấy chị. Giày đây là giày nữ nha, còn áo hồi nãy ba cái 240 nè. Nè, em mang thử đôi 40, em mang thử đôi 40 cho mấy chị coi nè. Em mang thử đôi 40 cho mấy chị coi nè ha. 40 đen, mang thử cho mấy chị coi. Trời ơi, êm lắm mấy chị. Êm cực kỳ luôn. Nè, 40 nè. Đó. Đẹp đó mấy chị, nhưng mà mấy chị biết sao không? Em mà mang giày cứng là em mang không có được. Màu trắng size lớn nhất là 40. Em coi trắng 40 luôn nha anh ơi. À, trắng 40 trên này có rồi bảy. Trắng 40 trên này có rồi. Của chị Vương Hằng nè. Vương Hằng trắng 40. Chắc em quăng cái hộp của chị Hằng nè. Em quăng cái hộp quá à. Trắng 40 của chị Vương Hằng nè. Kiếm đôi trắng 40 đi anh ơi. Đôi này bị lỗi à. 37 đen nè. Kiếm đôi trắng 40 nhìn em, đôi trắng này bị lỗi rồi. Đôi này 37 là của chị nào đây ta? À, đôi 37 của chị Trâm Huỳnh. Chị Trâm Huỳnh ơi, bên nhà em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Đôi này của chị Trâm Huỳnh. Hai đứa đi ra đây. Trời ơi là trời, đã cho mẹ buôn bán 108 của chị Trâm Huỳnh nè. 108 của chị Trâm Huỳnh. Đôi này trắng 40. Nè anh ghi đôi trắng 40 này cho chị Vương Hằng ơi. Ghi trong cái bình kia luôn anh. Chứ cái hộp này nó bị hư hết trơn à. Hả? Màu trắng của chị Vương Hằng. Áo em có màu trắng nam với nữ nha chị Thảo Nguyên. Chị Thảo Nguyên ơi. Rồi một đôi 40 đen của Huyền Nguyễn Thị Thúy. Nè. Huyền Nguyễn Thị Thúy 40 đen nè. 40 đen của Huyền Nguyễn Thị Thúy nè. Huyền Nguyễn Thị Thúy 40 đen 108. Dạ 108 chị, hello con Nghiêm. Cảm ơn em nha, nhận được hàng rồi. Cảm ơn gái. Nói rồi em mua rẻ em bán rẻ nha mấy chị. Em mua mắt em bán mắt, còn em mua rẻ em bán rẻ. Lỡ mà hàng đó em có bán mắt không thì mấy chị cũng bây giờ một là không mua, hoặc là hai là chửi thầm bụng, đứng lên chửi trực tiếp nha. Em mới vào xem áo nam với chị. Đây áo nam này anh để cũng anh mặc lên cho coi ba màu mấy chị. Áo nam ba màu nha. Nè chị nào chưa chốt cái đôi đỏ đô em nói thiệt nha. Chị nào chưa chốt cái đôi đỏ đô đó em nói thiệt lòng là mấy chị nên chốt mỗi người một đôi nha mấy chị. Tại vì cái đôi này mang lên nó hay lắm. Mua đôi này đi, bữa nào em may bộ này ra nữa là hơi bị đẹp luôn ha. Đây, hơi bị xinh nha mấy chị nha. Xinh cực kỳ luôn. Rất là xinh. Rồi anh Phước anh mặc áo nam lên cho mấy chị coi nha. Áo nam là một bình chị 3 cái là 240 ngàn. Một bình 3 cái 240 ngàn nha quý vị nha. Nè em cũng có nè. Hồi nãy giờ chị Huyền Nguyễn thì thấy lấy đôi này chưa? Cái đôi này trước tết em về nè. Em về qua một khâu trung gian. Cho nên em không có lời. Giờ em mới có lời nè. Con đúng hai đôi 38 rưỡi với đôi 39 rưỡi. 39 rưỡi là 40 mang được nha. Em nói với mấy chị là đôi này mấy chị mang là hơi bị sướng luôn nè. Em có đôi 390 nè. Anh sau lưng anh Phước em có đôi ngay góc nhà 390. Em mua giống vậy luôn mấy chị, 390 là nói thiệt. Nghe rồi anh Phước, anh Phước mặc cái áo trắng lên cho mọi người xem anh Phước. Bây giờ không làm gì luôn mà đổ mồ hôi. Không hề làm một cái gì luôn. Đây nè mấy chị. Đôi này em 38 cho nên em mang nó hơi bị trục nè. 38. Em còn một đôi 38 với một đôi 39. Mà 38 rưỡi hoặc 39 rưỡi cũng được ha. Mấy chị ơi đôi này 220 còn đúng 2 đôi. Em còn đúng 2 đôi này thôi nha. Ha. Nè mấy chị áo trắng nè. Nó có tổng cộng 3 màu nha mấy chị nha. Một con trắng. Ủa để cái này sao thấy anh lùn vậy? Nè một con trắng nè mấy chị. Một con xanh đen. Và
đen. Nè anh Phước sáu mươi mấy ký, hơn 65 ký mà mặc vẫn thoải mái đấy nha mấy chị ha. Đó à, chị chừng nào bán đồ của chị hết tiền chưa, chị chừng nào bán đồ của chị hết tiền chưa? Giờ đồ của chị toàn đồ chưa mặc không mà mẹ người ta xách lên lầu ta bán thì ta hỏi tôi cũng được nè. Mê gì mê hết nhơn rồi đó trời, mê gì cứ đi mê đồ tôi không má, quỷ thiệt đó chứ. Mà một xí áo nhiêu ký hả, em mặc mát, em không mặc là mát nhất. Nói chung là áo em nó là cũ tông cho nên em mặc được, cho nên mặc được nha. Mà ngày hôm nay cái mẫu về mà Hưng Ý á, cái mẫu về chị cho em đôi 220 đấy chị, size nhiêu, 38 hay 39 Băng Thúy ơi, size bao nhiêu báo nha, 38 hay là 39 báo em à, chứ à, anh Phước đẹp trai là chị hết rồi nữa rồi. Áo nam 80 kg là chị mặc XL nha, áo nam 70 kg là size L. Được chị, size L của Văn Thảo Nguyễn, một phép 201. Nhắn tin anh xin đi, nhắn tin cho chị đi. Mấy chị lưu ý nha, coi nha, bà chụp cái hình, chụp cái hình mà đừng có chụp cái hình mà kéo cái ấy lên. Không biết cái đầu qua đây, không gửi qua cái khác thì giờ biết. Anh thấy qua đây không thấy được cái khác. Trời ơi, có chuyện nó không cũng làm được nữa mày. Được chị Huyền, được chị. Từ từ em coi chị Văn Thúy chốt gì vậy nha. Từ từ em coi chị Văn Thúy chốt hả? Trời chốt, Văn Thúy ơi, chốt đôi 220 là lấy size bao nhiêu rồi lẹ lên để em chốt cho chị Huyền Nguyễn Thị Thúy nè. Chị Phương Thảo lấy xay trên lò nè. Phương Thảo lấy em ba áo đang 201 của Phương Thảo nè. Phương Thảo Bình Phước. Cái đó chút nữa em nói cho chị nghe. Phương Thảo Bình Phước 201. Tống Thị Thanh Vân xay lên lò. Tống Thị Thanh Vân nè, Tống Thị Thanh Vân 201 nè. Ờ chị, đã mất rồi. Ờ chị Văn Thúy ơi, chị Văn Thúy lấy đôi 220 size bao nhiêu vậy? Nhắn tin hỏi, gọi điện cho chị Văn Thúy hỏi được. Lấy đôi 220 size bao nhiêu nè, để em biết em đổi, em đổi cái kia cho chị Nguyễn Nguyễn Thị Thúy nè. Nè đi chị, ngày hôm nay mà cái lô đầu tiên mà em về là em đều ưng ý hết nha mấy chị. Dạ đúng rồi, lấy size lớn nhất. Ngày hôm nay cái lô này về em đều ưng ý hết. Em không ưng ý mẫu nào hết. Nè cái mẫu áo này nè, trên hình nó xấu lắm. Mà cuối cùng ra nè mấy chị coi nè, cuối cùng ra áo này chị Phương Thảo mặc là hơi bị đỉnh luôn. Nè thứ nhất là vải nè mấy chị, vải này nó không có thấy nóng nha. Đây mấy chị coi nó in nè, đúng thực sự là hàng Quảng Châu nó quá chất lượng mấy chị. Đúng thực sự hàng Quảng Châu nó quá đỉnh và quá chất lượng. Nè mấy chị coi áo nè. Mà 120 ha, 120 thằng này. Ờ à, vậy em, đây em ba cái áo nè. Gì? Lấy ba cái áo em size M. Trời ơi mày có thể mày nói em tao tiếng Việt được không nè? Hỏi thiệt, mày có thể mày lên nói em tao tiếng Việt được không? Nè Nguyễn nè, anh nói với mấy chị, anh nhắn tin với mấy chị khách mới luôn á. Nguồn lấy kim nó không có nằm bên này. À vậy Quảng Châu còn nha chị Thanh Loan, cho em xếp áo nam 75 kg là size L nha chị Trâm. Buổi trưa em like 2 giờ tối 8:30 nha chị Trâm. Chị Trâm ghim vô sổ thù giặt giùm em. Nè của chị Trâm Huỳnh nè 201. Một phép nó tổng cộng 3 cái. Xanh đen, trắng và đen, không có lựa màu đâu, dầu quảng dày. Dày Quảng Châu còn áo trắng nữ. Dạ em trả lời chị Nguyên Bảo, lần thứ 3 áo trắng nữ thì size từ 70 kg đến 100 kg mặc vi vu. Trả lời lần thứ 3 luôn á chị Nguyên Bảo. Nó có tổng cộng 2 size. Mấy chị chốt áo thì cứ chốt số ký lên giùm em ha. Cứ chốt áo là chốt số ký lên giùm em. Chị Văn Thúy, chị ơi, anh nhắn cái chị Văn Thúy vậy? Cho chị cho em, à, chị cho em coi đôi 220 chị đổi đi. À, đổi đi của chị Huyền Nguyễn Thị Thúy đi. Huyền Nguyễn Thị Thúy này lấy cái đôi gì màu đen á. Đây, rồi. Huyền Nguyễn Thị Thúy nè. Huyền Nguyễn Thị Thúy 220 đúng rồi. Ché ơi, ché ơi, em mới đo áo ổng ngang 50 dài, XL coi không vừa, ngang 50
dài 70, áo nâu con hà mã của Huyền Nguyễn Thùy Thúy. Nè, để em mở mấy cái trái riêng cho chị coi. Huyền Nguyễn Thùy Thúy, áo nâu con hà mã 120 của Huyền Nguyễn Thùy Thúy nè. Nè, cho em coi mấy cái áo này nè. Em cho mấy chị coi, mấy chị mới mê chứ chưa mở ra mấy chị chưa có mê đâu. Nè, coi trong tí mặt con này là hơi bị sướng luôn. Bây giờ bên này có hàng mỏng trâu với thêm thôi, với lại giày với túi sách hàng xịn. Để tí xíu lên giày với túi sách hàng xịn nè. Nè mấy chị con này nè, mấy chị thấy đẹp không? Ồ mấy chị coi vải nè. Trời ơi vải nó mềm, nó mềm và nó êm lắm. 240 chị Thanh Loan. Nè con này là con gì? Chú giùm em con. Cái thằng gì cái mũi nó bị chình lên đó. Em có biết cái thằng đó đây nè. À thằng Bobby, đúng rồi thằng Bobby, đúng rồi. Đây, cái này trăm ký cũng vừa nha, có áo trái tim rồi nha. Thủy thủ ba ba chị ơi đó, thằng Bobby, đây là áo trái tim nè mấy chị, áo trái tim nè con này mà chỉ còn mặc quần jean nè, bỏ áo vô quần nhét nhét ha. Em nói thiệt với mấy chị ha, là đầu má nó đẹp và phú nậu luôn mấy chị. Em nói thiệt thiệt không? Một áo trắng Bubezi chị ơi, một chị ơi, bên nhà em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha chị Nguyên Bảo nha. À, rồi chị Nguyên, trang hai của Nguyên Bảo nè, trang hai của chị Nguyên Bảo, bên nhà em không có cho kiểm tra hàng khi nhận, chị nhớ nha, nhớ là bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận, nhớ đó. Còn mấy chị đừng có so sánh, ở sao shop em tao mua cái đồng hồ bên kia 3 triệu, đồ này kia khác là bớt đi. Nói chung là mỗi shop người ta có một cái quy định riêng của cái shop đó, cho nên mấy chị đừng có so sánh. Mấy chị tin tưởng bên em thì mấy chị mua ha. Em giày 39 có rồi, nhớ riêng chị Nguyên Bảo em nhớ số ký chị luôn á ha. Rồi áo nam nè, mấy chị muốn coi lại áo nam không? Mấy chị muốn coi lại áo nam lần nữa không? Em lên lầu em lấy đồ cho chị, em lên lầu em lên túi sách với chị nhìn nha mấy chị. Đây nè, inbox cho anh xin địa chỉ số điện thoại nha chị nha. Có 3 màu nha mấy chị nha, 3 màu. Chị nào chưa mua cho chồng thì mua ha. Này áo ca 6 là có. Con này là màu, con này là màu đen nè mấy chị ha. Con này là màu đen. Em ơi 85 kg chồng em vừa đó, chứ không phải không vừa đâu. Nội mà cái ngang của cái áo này, nội ngang của cái áo này nó để là 50 rồi gái nha. Trời ơi là trời, yên tâm đi, mua về không vừa chị cho lỗi. Mà con này là trắng nè, một bộ của nó là 3 cái nha mấy chị nha. Một bộ của nó là 3 cái, một đen, một trắng và một xanh đen. Trời ơi, 240 chị mua cho mấy ổng mặc trường bò lê lớp, cho nói cỡ nào cũng đẹp nha mấy chị. Cỡ nào cũng đẹp với cái mẫu này luôn á. Cỡ này cỡ nào cũng mặc cái mẫu này cũng sướng hết trơn á mấy chị. Em nói thiệt á, mấy chị mặc cỡ nào mẫu đi vô nó cũng sướng á. Lấy set áo nam size M của chị Loan, Thanh Loan, chị Thanh Loan 201 nè. Mình về thử lô đầu á mấy chị ạ. Mình về thử lô đầu để mình yên tâm mình đặt hàng tiếp á. Cái này là size lớn nhất là size XL, còn cỡ 85 kg là không ơi. Không có sai 100 kg không? Em đặt thử á mấy chị, với lại về bán thử cái lô này đầu tiên coi thử mình xem thị trường mấy chị có muốn cái hàng này không, rồi mấy chị nhận hàng, rồi mấy chị coi có thử có vừa ý mấy chị không. Vừa ý thì mấy chị nó nhận đồ rồi ok, hay là áo nam ok, giá đó ok như thế nào đó thì em mới mặc vàng em nhập lần thứ hai á mấy chị ha. Còn nếu mấy chị cứ im là em hiểu rồi, là hàng này nó không ok. Nhưng mà em là cái người bán hàng là lấy set áo 90 kg. Chị Thanh Loan, chị Thanh Loan là giáp dạ, chị Loan còn em. Anh ơi chụp hình bỏ vô đi. Chị Loan buổi trưa lai 2 giờ, tối lai 8:30 ha. Rồi mấy chị nào mà chân size lớn thì kêu em nha, kêu em đi lên lầu.
chân mấy chị nào mà size lớn thì mấy chị cứ theo em. Theo em làm gì thì cái này thì em chưa biết. Vải này giống như là vải cô tông á chứ. Vải nam là giống như vải cô tông á. Vải nam là y chang vải cô tông. Cô tông chứ y chang gì nữa. Rồi. Chị lo mở cái chỗ tin nhắn lên đi, em inbox với chị bị khó đó. Mấy chị có muốn lên giày xuồng, giày size lớn không? Mấy chị có muốn lên giày xuồng với giày size lớn không mấy chị? Giày xuồng hoặc giày size lớn. Áo em mặc là cái bộ mà hết lâu rồi chị. Giày xuồng, giày size lớn. Giày đó có thể thao 40-41 mà giá hơi cao. Giá đó hơi bị rác. Cái này cái bộ em mặc hết lâu rồi chị. Trời ơi, nói nghe nè, cái lúc may nguyên set này á, trời bán tới bán lui, bán gì mà đưa lên 5-7 lượt không ai hỏi, không ai đá động tới cái khuôn mặt em luôn á mấy chị. Hầu như không ai đá động gì tới em luôn á, hầu như không ai nói gì tới em luôn á. Rồi tới khi em ế lòi bạc hồng, túi của chị đâu, em yêu đâu, đi lên lầu đi em cho coi túi chị nè. Rồi, hiểu luôn rồi. Anh nhớ Lon này hả? Nó mua mình từ cái thời ở phòng trọ 16 mét vuông rồi đúng không Lon? Trời ơi là trời, rồi mày đi đâu biệt tâm biệt tích vậy? Giày gà màu trắng 220 em còn đúng đôi 38 này chị Bảo. Còn đúng đôi luôn này chị Bảo. Bây giờ thêm đứa nào nữa cho Lon, nó mua hàng mình từ cái thời mà mình khai sinh lập địa à. Ủa thời tử phòng 16 mét vuông mà ngủ gác chân trên cầu thang á. Đây nha mấy chị nha. Em còn đúng một đôi thôi, chị Nguyên Bảo lấy cái này đi. Rồi em lên lầu em nhớ hàng kia nha. Đó. Trời ơi là trời. Trời ơi sao không xin thêm đứa nào nữa. Đứa nào mà gần chết mẹ tao đẻ được tao đuổi phải 8 đứa. Đó, dây trắng trơn. À dây trắng trơn này á hả, có 108 có sai chị Bảo nha. Chị Bảo ơi vô cho em xin địa chỉ số điện thoại đi rồi mình chiến đấu tiếp đi chị Bảo. À rồi mình chiến đấu tiếp đi. Trời ơi là trời. 5 tuổi có 36 kg hả? Được rồi mẹ ơi, nó không bệnh là được rồi. Nó không bệnh là được rồi nha. Không cần đâu, không cần mập đâu, không bệnh là được. Thấy bé lùn không? Nó có 1m42 không? Truyền kỳ kháng chiến luôn. Ai? Đưa bị bóng thôi, đi đâu anh đi đi. Để em. Lên đây. Có mấy bạn cho em, anh muốn làm gì làm. Đợi chút xíu em xuống dọn cho. Hầu dễ cất gì lên như đỉ à. Lấy đôi 38 này không chị Lộc Nguyễn? Có 38 không? Dạ ok.
Nhưng mà đôi này mang xuống xuống hông đi một quen luôn. Cái đôi mà nhà dưới tôi đi là đôi này nè mấy chị.
bán nha nè, mỗi chị làm ơn giúp một đôi này cho em. Mấy chị đi hàng ngày mấy chị không thể nào thay thế một đôi khác luôn. Đôi này size nhỏ, đôi này size 37 à. Đôi này size 37 nha quý vị nha, size 37 đôi này. Bốt Chanel giá nhiêu dạ? 450 chị Phương Thảo một đôi à. Cái này không phải Chanel, đó là da bò đập đầu chất của bò ra đôi giày. Đôi này đập đầu chất của bò ra đôi giày nha mấy chị nha, 450 đôi này. Em mang lên cho chị Thảo coi nó cái chất của nó nè, cái nhìn nó chất lượng như thế nào nè, em mang cho chị Thảo coi. Mang chị Thảo coi cái chất lượng của cái đôi này nè, chị coi nè, để em bột lại luôn nha. Đôi này là bút nè chị, coi nè. Đó chị coi đẹp không? Trời ơi, đôi này nè em nói với chị nha, mang quần sọc rin nha, mang quần rin nha. Còn chị Hồng Khánh Nguyễn, chị Hồng Khánh Nguyễn nhắn tin cho em được không? Còn lũng là em không biết còn dài không, một cái dài hay sao, rồi em kiểm tra hàng tại vì nó lộn xộn ngay trước cái chỗ em like một đống. Trời ơi, đôi này nè mấy chị, đôi này là 39.5, em mang vừa vừa xích luôn chị Thảo ơi, đôi này em mang vừa vừa xích luôn á. Hàng này hàng lucky nè mấy chị, đôi này là 39.5 nha chị nha. Đôi này có một đôi thôi, 39.5. Chị nào 39.5 thì lấy ha, 39.5 dư trước cái mũi có chút xíu à, 39.5. Ui là trời, đồ em nhận rồi mà nó sao sao á chị, sao vậy? Sao sao là sao? Ví dụ vậy thì nói đi. Má mày đừng có là tao cặp giá chạy tứ tâm nha cô Chu Ly. Sao miêu tấm cho mày sao nó sao? Nó sao nói đi, nó sao nó đẹp chất cái đất là con quỷ sứ thì chị mới chấp nó tao chọi mày chấp tao mày quá con quỷ này chị đó. Trời ơi, hàng 200.000 mà đẹp, con đẹp hơn hàng xuống nhiều xuống mà lên quần rít mà 220 mày nửa ba cái quần mà toàn mẫu tao thích không à. Để em tí xíu em vô lấy 5-7 cái quần mà em đỡ dành em chia bớt lại cho mấy chị. Trời ơi là trời, chị Phương Thảo Bình Phước nè. Em có mấy đôi bốt nữa nha, 450 nè. Mới nhận đồ quá đẹp. Trời ơi, giày của em mới về hàng Lưu Quảng Châu thẳng nè chị. Nhìn còn mê nữa. Lè đỏ đô nè. Hay là bữa nay mày làm luôn hộp sữa của con mày đi. Vàng này có 180 mà chị Như nè. Chị Hồng Khánh Nguyễn trắng nè. Ha, trắng nè. Rồi đây nè, đen nè. Trời ơi là trời. Có nói thiệt không? Hàng này không mua gì đi má. Nè 39 nè chị, 39 nè chị gì ở bên Malaysia, 39 nè. Nè bông chị Kiều Lâm, chị coi nè, da rắn nè. Có quần rít đâu lấy, đi lấy về người không có hàng luôn. Không có hàng một chỗ rồi, chiều em quẹo một chỗ nữa. Em lai xong em quẹo một chỗ nữa. Đây nè, coi nè quý vị. Để em nói với mấy chị nghe. Đen 39 của chị Hồng Thanh Nguyễn. Trời ơi, đôi này là bán hơi bị dịu dàng luôn. Để em kể cho mấy chị nghe cái lệnh bài mà thằng Tài á mấy chị, mà nghĩ sao trên mạng nó đi bán cho mọi người 400.000, nghĩ sao á thiệt. Chị Hồng Khánh Nguyễn này, ổng dọn nhà dưới phỏng lòng bầm gì trời, 450. À đen sụt quá hả anh ơi, cho em một đôi đen size 39 chồng ơi. Dạ đen sụp 39 chồng ơi, cho em đôi đen 39 chồng ơi. Tiếp tục là size 37 nè. Đôi này 450 nha. Đôi này 450, còn chị nào chưa biết chất lượng đôi này thì cứ thử đi chứ đừng có ngồi chửi. Có đôi hài nào 39 không? Trời, ổng đem hàng lên mà mặt ổng không có vui. Bán đôi giày 180, đôi 170 mà cũng không vui trời. 39 của chế Hồng Khánh Nguyễn nè, tập thúc thiệt đó chứ. Bán đôi giày 180 rồi 170. Mới nghe bảy chơi chửi cái chồng ơi, nghe lượm da gà hả? Nhắn đi cho em đi. Em đang về 100 lệnh bài. Lệnh bài của thằng Tài mấy chị, lệnh bài mua may bán đắt á. Mà nghĩ sao trên mạng nó bán hơn 400, em không hiểu được nó bán cái gì nữa. Là em có đưa sơn phụ sơn luôn, nó cũng
sai 43. Trời ơi, làm ơn hút cái đôi lông chuột anh chị nào, sai 43 làm ơn hút cái đôi thể thao lông chuột này giùm em cái. Nè, em không nhớ nữa bữa cái gì mà em tặng chị em quên rồi. Mỗi cuộc đời mình là phải có một đôi này nha. Dặn rồi đó. Cuộc đời mình là phải có những cái đôi như thế này nha mấy chị nha. Dặn rồi và dặn rất là kỹ. Nè, bút nè. Bút tôi chưa bắt thằng nào chưa, chị đang đợi về xong thì gửi đi sơn nữa. Nè mấy chị, lên ba thằng tài một miếng vuông này nè. Ngày qua Thủy đó, không biết có nó đây không, em kể xấu cho nghe. Bạn nhắn tin cho em, bạn nói Hiền ơi, tôi về tôi đưa hai con mèo thằng tài cho chồng tôi bỏ điện thoại mà ông không tin. Mà cái lô đất nó chốt hoài không được, lô đất gửi bên nhà mặt tiền luôn. Rồi bỏ hai mèo thằng tài thì cách đây hôm qua kia gì người ta kêu bán 28 tỷ mà đôi. Mà cái lô đó bao nhiêu ngàn mét vuông á, mà làm giấy tờ ra đi cũng phải 40-50 tỷ. Có đó không tại mẹ chị? Ừ. Mà nó là người á, mẹ em nói mấy chị nghe, nó là người đáng được nhận những thứ đó. Tại vì nó cưới cái anh chồng này là từ cái thời anh chồng này là còn đi bán bánh mì già quá mấy chị. Thì mấy chị nghĩ đi, rồi hai vợ chồng để hai ba đứa con ở trong cái phòng trọ có tí xíu mét vuông. Nó là cái người đáng được hưởng những cái thứ mà bây giờ có đó mấy chị. Thật sự luôn á. Đây là đôi bút nha. Chị Thảo có muốn lấy đôi bút này không? Chị Thảo có muốn lấy đôi bút này không? Đôi bút này là không, đôi bút này size 38, 39, 38 nè. Chị nào 38 chốt đôi bút này 550 nha. Đôi này 38, 550. 550 đôi này nha. 38 này là chị nào 39, 38,5, 39 mang cũng vừa á. Tại vì bút này em lựa cái bút chân nó thoải mái. Rồi xong tối qua luôn ha. Con cái gì Thảo gì quên mất mẹ rồi. Cũng vô đó chị ơi. Mới về nhận mèo thằng Tài xong bỏ vô. Tại vì có sơn phép á mấy chị, sư phụ có sơn phép cho em nha. Có sơn hết nha mấy chị nha. Có sơn xin tài lộc, xin sức khỏe. Ba ta đá vàng sai mấy? 36, 37 chị. Nè chị ơi, coi địa chỉ với em chị qua lấy áo. Chị ơi nhắn tin nhanh Phước ơi. Gần đá dĩa Phú Yên đẹp, đẹp lắm nha. Mấy đủ chị ra Phú Yên đi, cả trong cảnh đẹp. Đôi này size 36, 37 nè chị Song Anh. Em nói chị Song Anh nghe nè, nếu chị Song Anh, chị Yên mua giùm em đôi thể thao trắng 48 được không? Gì nói lại vậy? Chân 48 hả? Có lộn không Phương? Có lộn không vậy? Có lộn không Phương? Đẹp lắm đi luôn. Em về ba đôi. Con xưởng em lấy 1 đôi. Em lấy 1 đôi. Còn lại chị Song Anh đôi. 600. Đi về mang cái đôi này đừng có xỉu nha chị. Về mang cái đôi này mặc quần sọt đừng có xỉu nha. Em nói nhẹ nhẹ vậy thôi chị, đừng có xỉu này, em nói thiệt đó. Chị về chị mang cái đôi này, bữa nào mua cái ba lô giống cái ba lô màu vàng ở đằng sau. Chị nói giao tới, móc méo tùa luôn. Con này tới 500-600 rồi. Tối qua ăn cắp, chị có tin em đá 2 kg là hụt ly chị nó dính chùm không? Chị nào muốn xin mèo thằng Tài nhắn tin riêng cho em nha. 600. Lúc làm bill á nhắn tin riêng chứ đừng có lúc không, chừng nào làm bill đi á nhắn tin riêng chứ đừng có nhắn lúc không có em. Nhắn lúc không có em cái nè. Thôi giờ mấy chị mà mang cái kẹp này mấy chị chưa kiếm ra thì đây nè. Đây nè ha. 450 mà 12 phân nha. Này 600 nè. Này 600 nè. Nhưng mà nói như nè, da dẻ đồ đẹp lắm nha. Da dẻ đồ xuất sắc lắm mấy chị ơi. Em nói thiệt đó. Da dẻ đồ hơi bị đẹp. Da dẻ mê lắm. Đây nè, 12 phân nè. À, có size. Size này là size số 10, là size 40 nè. Con này là mang hơi bị sạch sẽ chân luôn á. Con này hàng hiếm. Nè, có đôi này size 37 nè quý vị. Đôi 37 500 nè. Trời ơi, đôi này mà chị nào mang vừa là hơi bị đẹp luôn. Mặc công sở cái gì cũng đẹp, mặc đầm cũng đẹp, mặc chân, mặc váy cũng đẹp, mặc cái quần què gì cũng đẹp hết nha mấy chị nha.
thì đôi này cũng đẹp hết. Dạ tin em đi nha, tin em không bao giờ bán cho lâu xây nhà cầu đâu. Đôi mà 48 em mang bay 39 nè. Em xây cái đôi này ghê, em xây cái đôi này ghê đó mà mang không vừa tức. Cái đôi nào? Cái đôi nào? Nè, em nói rồi, mỗi cuộc đời một người phải nên có một đôi này nè, đôi này 39 nè. Em nói với chị 39 mà mang hơi bị xuất sắc luôn nha. Mang vui chị nào mà chân mà hay bị đau giống như em á, mà mang mà giày mà cứng cứng cái đau chân là nên đầu tư những cái đôi 350 này. Nè 350 thôi nè. Đôi này cũng 39 nè, 350 nè. Đẹp không quý vị? Em nói da hơi bị đỉnh nha. Nói về da thôi là đỉnh của đỉnh, chớp của chớp. À. Ủa đôi coi mày sao bao nhiêu, chân mày bình thường mang giày sao nhiêu anh nè? Chân mày bình thường mang sao nhiêu? Nè. Chân mày bình thường sao mang sao nhiêu sao hút cái đôi này? 300 cái này đôi này hả? Đôi này là 350 chứ không phải 390 vậy. 39 mấy màu? 39 nè, nó có màu xanh nè, nó có màu kem nè. Nè mà còn vuông mà hay đi ngoài đường là lấy cái đôi đó đó. Mang êm chân cực kỳ. Mà đôi này 40 nè, mấy chị coi cái form giày da lụa của người ta vậy không lấy đi. Đi kiếm cái gì á trời ơi, đôi giày này mà mang đầm mà không đẹp, mặc áo dài không đẹp, đi kiếm tôi cái size 40 da lụa nè. 40 da lụa nè, trời ơi là trời. Những cái đôi đẹp nó không lấy đâu, trời ơi là trời, con mày này. Nè, xuông nè, xuông này 40 nè. Đôi xuồng này, đôi xuồng 40 nè. 39,5-40 đôi xuồng đẹp bằng 450 ngàn nè. 39,5-40 nè. Làm ơn lấy giùm tao đi nghe ơi. Nha, xong này em đi lựa hàng. Con hay đi ra chỗ làm đồ này kia đó. À, đóng giày hết xuống nhà dưới chưa anh? Chồng áo vô cửa chưa anh? Sao anh không nói vậy hả? Chết mẹ. Vô phòng không? Em chào mấy chị nha. Bảy hú em vô phòng. Nơ nhiêu chị, nhiêu là gì vậy chị? Gì nhiêu? À ba, nơi đó đẹp thiệt nhưng mà à, đôi đó đẹp đủ má mày nói tiền gì hết ta. Thiệt, đôi này 38 nè. Chị sao anh có hút đôi này không? Đôi này 38. 38 đôi này nha. 38 đôi này 38 nè. Nè cái đôi xuồng này là cái đôi mà bao nhiêu người thích nè. Đây. Tự nhiên cái vô mở cửa phòng này đi. Đó, là hiểu gì, hiểu không? Đôi này đôi xuồng da beo nè quý vị. Đôi này là xuồng da beo nha. Đôi này là chị nào là size 38-39 là vừa. Xuồng da beo. Đôi này là 450 ngàn. Chị coi, giờ này bán mà quỷ nó làm chị á, ta đọc lòng muốn chết mẹ luôn. Dạ nốt đây này nè, 39, 39 con chuồn chuồn. Đây, đây. Nhất bữa trưa gì trời mưa, mày nhỏ mày quỷ gì mày cũng biết là chị nè. Thiệt á. Ông đi đi, ông ôm đồ đi giặt á má. Dạ, ông nói là nguyên đơn ông ứng tôi đủ rồi nha. Nguyên đơn là một cái ứng đủ rồi nha. Đừng có hỏi gì nữa hết trơn á, ông dặn tôi vậy á. Ông đủ rồi. Ông kêu là em ông đi đường, ông hỏi em thấy anh ra lăng không? Anh ứng đủ cho em luôn á. Trời ơi, mấy chị có cái đôi 39 nè. Trời ơi, coi nè mấy chị. Trời ơi, chết chứ không gì nổi không nội. Thiệt chứ. Không sống nổi với cái đôi này luôn nha. Ủa hai lửa rồi hả nè. Làm sao cho đẻ chỉ tôi đi. Thời em hứa là hết tháng 1. Ủa đôi xuồng sao không mở cho coi. Tại sao em 42, 43 làm biến mở đôi xuồng đen á. Ở 42, 43 cái làm biến mở đó. Đúng không? Nè. Đôi này xong anh lấy cũng được. Mà đôi này chị Quỳnh Hồng lấy rồi. Nguyễn Quỳnh Hồng 500. Nguyễn Quỳnh Hồng
bình thường đôi đá chân thành. Có kinh bình thường mà. Có kinh bình thường mà lại tại do là nha sư với bu lít dày á. Mà không có, không có tích cực chữa đó, lo kiếm tiền á. Hiểu không? Hiểu không? Thích đôi đế vuông đúng không? Có đế vuông. Nhưng mà đế vuông này sai 42 lần. Đế vuông này bà Thái Huyền vừa nè. Ta gia lộ này 42 rưỡi là Thái Huyền vừa nè. Đôi này nó dễ mang lắm. Nó có vài phân mấy chị mang mặt đầm đẹp cực kỳ. Ấy mày quẹt sao có mày vô đây mày quẹt ông bảy cho coi thử nè. Nè có đôi giày lính nè. Ai thương chồng ai ấp ai ấp ủ thì bút nghe. 43 ai thương chồng là ấp ai ấp ủ bút giùm em đôi rêu lính cái. Nha ấp ai ấp ủ thương chồng thì bút đi. Má em đèn mơ dăng dăng. Trời ơi bà Tống thì Thanh Vân hồi bữa bà định chốt đôi này mà bà không chốt rồi tôi tiếc giùm bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dễ nha, mà giá tôi nói lát là không. Nè, có đôi dép nè, có đúng đôi dép size 38 nè, cũng 450 nè. Nè, có đúng đôi dép 38 nè, cũng 450 nè. Đó, mấy chị thấy không? Mắt chưa quỷ. Không, mắt thì em nói rồi, em mua mắt em bán mắt à. Không ai nói gì được em đâu. Đôi này chị chân nào 39 cũng dễ thương nè. Chân chị nào 39 cũng đẹp nha. Nhưng mà cái mua được có bự như cái mua của Na. Cái mua mà bự như cái mua của Na là sỏ không có vô nha mấy chị nha. Cái mua mà bự như cái mua của nhà Na là sỏ không có vô. Ha, nói rất là kỹ luôn con này nè, 800. Làm ơn bác Tiền hút cái con 800 giùm em gái qua nha mấy chị nha. Làm ơn dám là bác Tiền hút cái con 800. Nè con này là con nhiêu ta? Con này là 500. Con này 500 nè quý vị. Hả? Con này 500. Bác Tiền hút mấy cái con này nè. Đi về coi cái da đi, đẹp muốn xỉu luôn. Đẹp xỉu say sẵn luôn. Con này của em. Con này của em nè quý vị. Xem cao cho em vui cái coi. Nè đôi này dép đen size 40 nè. Chị nào 40 mang đôi này 400 nè. Chị nào chân 40 làm ơn, chị nào mà thường mang giày thể thao á, mấy chị thấy cái form vậy chứ lên đã chân lắm nha. Đôi này 40 nè. Đôi này mấy chị mang vô là những giống luôn. Xuất sắc luôn. Đôi hoa. Nè có đôi sọc nè. Đôi sọc này size 37-38. À, coi đôi đá của em bóp coi đi chị. Chị bóp coi đôi đá của em đi nha. Chị bóp coi đôi đá của em đi. Chị me của em hoàn quánh thì chạy em kịp luôn á. À, nhỏ có đôi giày mang khuy với đòn, khuy với trai à. Dạ, phù hộ cho mẹ mua con 4 đôi giày. Không điện thì em dễ thương lắm. Mắt gì tôi nói mắt. Cái mặt tao nói cái em tào lao sao là không địa nhà em cũng cũng như nghe chứ nhận giống em mắt mắt nhắm mắt mở. Dạ chị qua đi chị, chút đi chị qua chút nữa em có cửa em cóc